bạn thân mến, sau khi xuống cảng Trần Đề thì bây giờ mình sẽ đi về hướng Bạc Liêu. Buổi chiều nay thì cũng đã gần 4 giờ rồi. Sẽ cố gắng đạp tới đâu thì hay tới đó thôi. Mình còn cách Vĩnh Châu 24 km nữa. Phía trước các cây cầu, và các bạn thấy là khu vực này bắt đầu có rất là nhiều nhà máy điện gió. Và chúng ta đã đến được cái cổng chào của thị xã Vĩnh Châu thuộc tỉnh Sóc Trăng các bạn. Xin chào các bạn đến với Phượt TV, và bây giờ là 8 giờ tối. Chúng tôi đã có mặt tại thành phố Bạc Liêu. Đây là chiếc đàn gần nhà hát Cao Tân Lầu tại quảng trường. Sau một hành trình từ cảng Trần Đề thì hiện nay mình đã có mặt tại Bạc Liêu. Đây là chúng ta thấy không gian buổi tối ở quảng trường nơi đây. Các con trẻ đang chơi những trò chơi ở đây rất là vui. Mình đã chọn được khách sạn để nghỉ tối nay và xe đạp đã vào nhà an toàn. Đây là phòng khách sạn ở khách sạn Trần Vinh. Xin chào các bạn đến với Phượt TV. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình đi từ Bạc Liêu sang Rạch Giá. Sáng nay thì mình tiếp tục rời Bạc Liêu đi Rạch Giá. Đây là cái biểu tượng cây đàn kìm, một trong những cây đàn của đờn ca tài tử. Và phía bên này là nhà hát Cao Văn Lầu, hình ba chiếc nón lá rất đẹp. Hôm nay từ Rạch Giá, Bạc Liêu sang Rạch Giá thì mình sẽ bỏ qua những cái con đường quốc lộ chính, mình sẽ len lỏi vô cái đường ở trong quê. Mình đang chạy con lộ nhỏ cặp bên sông, đường đi rất là mát, tuy nó hơi xấu một chút nhưng mà đường vắng vẻ, đi rất là dễ chịu. Chạy xong là ở đây thì người ta chăn nuôi rồi, đặt những trang trại nhỏ rồi. Bây giờ là 6 giờ thì mình đã đến thành phố Rạch Giá. Nãy giờ mình dạo một vòng rồi, mình mới thấy sự chóng ngợp của sự phát triển, quá chóng ngợp của thành phố à. Quá nhanh, quá mạnh mẽ, một sự thay đổi thấy rõ. Mình đã đến Rạch Giá rất là nhiều lần trước đây, và lần cuối cùng mình đến cách đây khoảng 3 năm 4 năm. Bây giờ trở lại thì mình thấy Rạch Giá phát triển quá kinh khủng. Các bạn thân mến, chúng tôi đang có mặt tại cảng Rạch Giá, bây giờ chuẩn bị đón tàu đi Phú Quốc. Chiếc thuyền bên này đang xuống khách. Bên này thì cách chuyến Super Đông 1 giờ 10 phút. Mình thì đi chiếc Phú Express lúc 1 giờ 45 phút. Rồi, xe mình chuẩn bị lên đảo ra Phú Quốc. Phú Quốc chiều nay. Ngoài là tàu đậu của cảng Rạch Giá, và mình đang ngồi yên lên tàu ở vị trí này, sát cửa có sát biển. Sau 2 tiếng đi tàu cao tốc thì giờ mình đã đến Phú Quốc. Bây giờ chạy vào khu Dương Tông. Các bạn thân mến, chúng ta đang đi trên đường phố của Phú Quốc. Thực sự là một sự đổi thay kỳ nhanh chóng, khi mà từ huyện đảo mà thành phố này đang chuyển mình rất nhiều lên thành phố, cơ sở hạ tầng vượt bậc, khách du lịch thì rất là đông.